đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mơ mai trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ đô nào ngày xưa đó trở lại với trung tâm phòng trà của gia đình chủ hôn Hiểu Audio. Kính chúc quý vị một buổi chiều nghe nhạc hạnh phúc, ý nghĩa và bình an. Ok, quá chất lượng đúng không các bác? Quá chất lượng luôn nha. Một bộ karaoke nhỏ gọn là dễ sử dụng và chất lượng âm thanh cực kỳ đẳng cấp các bác nhá. Hôm nay thì test cho các bác một bộ dàn karaoke trị giá là 21.900.000. Còn em sẽ chuyển vào Đắk Lắk. Lời đầu tiên thì đây là một món quà của anh Trọng, là người tặng đang làm việc tại Hàn Quốc. Đấy, đang làm việc tại nước ngoài và mua tặng bố mẹ nhân dịp Tết 2024. Đó là chú Tâm. Đó, về Đắk Lắk các bác nhá. Đây là một món quà rất là ý nghĩa. Đó. Anh Tâm thì anh Trọng thì anh ấy sợ là Tết là bố mẹ ở nhà là con cái là ở xa nên là buồn, nên là mua một bộ karaoke này thì đây là một món quà trong những dịp Tết mà bên Hiệu Audio được 2-3 năm đổ về đây. Thì anh em bên Hàn Quốc mua rất là nhiều, đặc biệt những bác ở Nghệ An, Hà Tĩnh này. Đấy, Nghệ An, Hà Tĩnh, như hôm nay là bác ở Đắk Lắk này. Đấy, rất là nhiều Nghệ An, Hà Tĩnh hoặc là Thanh Hóa, rất là nhiều anh em ở nước ngoài mua cho bố mẹ từ 2-3 năm trước. Bên Hiệu Audio thì rất nhiều bộ trên kênh rồi. Đây, thông tin của khách hàng đây sẽ gửi về của anh Trọng này. Đây là bộ karaoke của anh Trọng đang làm việc tại Hàn Quốc, tại nước ngoài, mua tặng bố mẹ tại EA100, EA Tân, Karong Năng, Đắk Lắk. Đấy, người nhận là bố là Nguyễn Văn Tâm nhá. Đấy, Nguyễn Văn Tâm. Đấy, đi đến thông tin tiếp theo. Đúng hàng chất lượng cho em nhé, quà Tết của em đó. Ok, uy tín tạo lên thương hiệu đúng không các bác? Đây, đã đặt cọc trước 2 triệu đấy ạ. Anh đã đặt cọc trước 2 triệu đây. Đó, và đã lên dàn. Ok, cho anh Trọng một món quà rất là ý nghĩa. Thì cũng thay mặt cho anh Trọng gửi lời đến gia đình nhà chú Tâm. Đó, có một mùa Giáng sinh, Noel an lành, bình an và một cái Tết đón. Một cái Tết thật là sung túc, an khang, thịnh vượng, ngập tràn sức khỏe và niềm vui nhá. Đó là những cái lời thay lời của anh Trọng gửi đến bố mẹ, đó là gia đình nhà chú Tâm ở Đắk Lắk. Đó, ok chưa? Và cũng không quên vui vẻ quây quần bên bộ dàn karaoke mà mua bên Hiệu Audio. Thì đi chi tiết vào bộ dàn karaoke trong ngày hôm nay tại đơn vị của Hiệu Audio luôn mang niềm vui đến mọi nhà của toàn quốc. Bộ karaoke trị giá 21.900.000. Hôm nay anh em sẽ set up. Đây là cái sự set up của riêng anh Trọng. Đó, anh Trọng cũng thấy nhiều bên bán những combo gói gọn như thế này thì bố mẹ sẽ dễ sử dụng. Nhưng quan trọng chất âm nó phải hay các bác nhá, chất âm phải hay. Đó, giờ em sẽ thử chất âm mà khi mà không có tiếng nhạc nhá. Thử alo tiếng mic để các bác thẩm âm cái chất reverb của con vang số, con đẩy liền vang số, liền mic không dây này nhá.
4567123 4567. Quý vị đang trở lại với video test bộ karaoke trị giá 21.900.000 cho anh chồng đang làm việc tại Hàn Quốc, tặng bố mẹ tại Đắk Lắk. Mọi chi tiết mua hàng xin liên hệ số điện thoại 0374684491. Kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, sức khỏe và bình an. 1 2 3 4 5 6 7. Hai tay mic của nó đây, hai tay mic của nó đây các bác nhé. Và trong một cái hộp của nó sẽ đầy đủ tất cả phụ kiện các bác nhé. Đây AR500P của nó đây, thùng của nó đấy. Đấy, AR500P mã vạch chính hãng. Đây có cả điều khiển này. Đấy, dây kết nối ra máy tính để các bác có thể chỉnh phần mềm phía máy tính này. Cái bút này có thể là màn hình cảm ứng các bác nhá. Đây con này có thể bấm vào đây, chọn các chế độ hát ở trong này nhá. Đấy, em có cài đặt 8 chế độ chuẩn trong này rồi, các bác chọn là các chế độ hay để hát thôi. Đấy, chọn để hát thôi. Đấy, xuống bút, cái này cảm ứng rất là sang trọng nhá. Đó, đầy đủ phụ kiện hết ở trong này, trong một cái hộp như thế này nhá các bác nhá. Đấy, và sơ qua một chút cho các bác, đó là cái con đẩy niền con số niền mic không dây này đấy, nó cảm ứng ở trên màn hình này. Đấy, các bác có thể chọn một trong các chế độ các bác hát này. Đấy, hát chế độ nào chọn chế độ đó, rất là dễ thôi. Đây nó có một cái nớp túi bóng này, các bác về có thể nột ra nhá. Đấy, về nột nớp túi bóng này. Đấy, em để ở đây thì nó chắn bụi. Đấy, chọn đầu vào đây. Đấy, độ nhạy nó rất là tốt. Đấy, cảm ứng, màn hình cảm ứng cao cấp các bác nhá. Chọn đầu vào optical DVD đây, Bluetooth đây. Đấy, đường vào của nó đấy. Cái này nó rất dễ sử dụng thôi, các bác có thể chỉnh bát chép ở trên này. Ví dụ như muốn chỉnh bát chép giữ mấy giây vào đây. Đấy, nó ra cái này. Đấy, các bác nhìn này, các giải tần của nó bát chép đây. Các bác có thể bấm vào đây, tăng giảm vào đây. Đấy, rất là dễ. Chép vào đây, chép của nhạc đây. Tương tự giống như kiểu nào ở tiếng mic cũng thế, nó cũng đang các giải tần bát chung chép như này. Tương tự ở effect. Đấy, còn không thì các bác có thể chỉ có vặn to nhỏ ở đây thôi. Mic này, vang nhại này, nhại nhiều hay nhại ít này. Mic này, to nhỏ này, music, nhạc to nhỏ này. Đấy, để mình đấy, để mình có thể là vặn to nhỏ, mình hát mình không phải chỉnh cái gì vào đây cả. Đối với những các bác có tuổi nhá, ok chưa? Rất là dễ sử dụng thôi. Một con đẩy niền mic và niền vang AR500P. Con này nó tích hợp sẵn cả một chiếc vang số cao cấp và một bộ mic không dây cao cấp các bác nhá. Đấy, chứ không phải những cái dòng đẩy niền vang giá rẻ trên thị trường tích hợp vang cơ hoặc là tích hợp những chiếc mic không dây loại rẻ thì chất lượng âm thanh nó cực kỳ kém. Chính vì thế là bộ dàn karaoke Minh Hiệu Audio đã lắp là nó phải hay, là nó phải hay. Đấy, dù gói gọn thì nó cũng phải là lựa chọn cái ít nhiều là phải con này. Đấy, AR500P tích hợp, em lưu ý giúp các bác nhá. Lưu ý một lần nữa, nó là tích hợp vang số và mic không dây cao cấp chứ không phải là vang cơ hoặc là mic rẻ tiền nhá. Đấy, nhiều bên sẽ bán những cái hàng nó kém chất lượng ghép vào bộ dàn là cho nó có thôi, đúng không ạ? Hát thì không khác gì chiếc âm ly cả, nhưng mà em đang ghép như thế này thì bác phải hiểu là nó phải hay. Một đôi loa HA12 Pro, một con súp trầm PA40 và một con đẩy niền mic niền vang cao cấp AR500P. Tổng trị giá bộ karaoke này là 21.900.000 gói gọn ở trong cái bộ dàn này. Đó, vừa đảm bảo được dễ sử dụng, vừa đảm bảo được giá thành ok, vừa đảm bảo được chất lượng âm thanh cực kỳ hay các bác nhá. Đó, bởi vì là con súp điện này thì nó sẽ không tốn công suất các bác nhá. Súp điện không tốn suất, chỉ có súp hơi mới tốn thôi, thì mình ghép vào nó chỉ lấy tín hiệu nó đập theo thôi, nên là âm đưa âm thanh rất là hay. Các bác nãy nghe cái âm video test của bọn em thì hiểu biết là cái chất âm của trầm ra và tiếng hát rất là hay. Hát gì vợt của cái con vang số tích hợp sẵn ở trong cái đẩy niền vang kia rất là hay. Đó, hát vang số gì vợt rất hay nhá các bác nhá. Một đôi loa HA12 Pro, đôi loa quốc dân, bên em bán chạy nhất trong 2 đến 3 năm qua. HA12 Pro, thiết kế sang trọng và chất âm cực kỳ hay, bass 30 full. Chép kèn các bác nhá. Và đây là con súp trầm PA40. Hàng nhập khẩu chuẩn của bên Hiệu Audio, bán rất là lực và rất là chạy. Các bác có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0374684491 nhé. Rất nhiều những bộ dàn karaoke âm thanh. Thì thưa với các bác là ngày hôm nay bọn em đã lắp 3 bộ karaoke, 2 bộ ở Thái Bình, đang lắp dở 1 bộ Thái Bình ở Đông Hưng. Thì
một bác gọi điện bảo anh muốn đặt bộ karaoke và anh ở đâu? Anh ở Kiến Sương Thái Bình. Đó, thì bọn em đã phải chuyển một bộ karaoke về để anh em đó đón lấy nắp tiếp tục một bộ karaoke bên Thái Bình kia, và một đội đã nắp tại Bắc Ninh. Các anh nhá, ba bộ karaoke. Hiện tại bây giờ là 3 giờ chiều. Anh em tiếp tục buổi tối nay sẽ có những combo lẻ nắp ở tại Hà Nội. Nếu các bác có nhu cầu, liên hệ số điện thoại 0374681191, bọn em vẫn lắp đặt tại nhà miễn phí bán kính 100 km. Ngoài 100 km thì các bác hỗ trợ tu chuyển sang xe cầu đường nhá. Anh em sẽ đến nhà lắp đặt cho các bác. Như bộ này ở Đắk Lắk thì bọn em sẽ căn chỉnh toàn bộ các phần mềm ở trên máy tính như thế này. Đấy, phần mềm trên máy tính như này về chỉ cắm duy nhất một là hai cái dây loa này, cắm ra loa, cắm thẳng vào con đẩy nền vang, hai dây loa cắm thẳng nền vang, sau đó dây là dây xuống trầm, thế là xong. Một dây quang là cắm từ cổng optical này lên TV. Thì bọn em sẽ có một đội kỹ thuật hỗ trợ những bác ở xa như cái bộ đàn karaoke này. Đấy, hỗ trợ cho gia đình nhà anh Trọng, sẽ giúp già chú Tâm là cắm từ xa như các cụ có tuổi. Sẽ có một đội hỗ trợ ở bộ đội, một đội kỹ thuật là hỗ trợ gọi video Zalo để gọi hướng dẫn trực tiếp cho nhà mình để sử dụng một cách thành thạo nhất các bác nhá. Đó, ngoài video hướng dẫn bọn em sẽ có một đội thợ đấy, support tức là sẽ hướng dẫn các bác từ xa, nên hoàn toàn yên tâm cho những bác ở xa nhá. Ok chưa? Bộ karaoke chỉ giá 21.900.000, chất âm cực kỳ hay các bác nhá. Đó, gói gọn trong 3 thiết bị đẩy, loa và tích hợp 3 trong 1, liền đẩy, liền mic không dây cao cấp và liền vang số cao cấp các bác nhá. Ok chưa? 21.900.000. Các bác hãy để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em. Một bộ karaoke hoàn hảo 21.900.000, thỏa mãn đam mê ca hát của các bác. Không gian phòng từ 25 đến 45 mét vuông các bác nhá, 45-50 mét vuông đều chơi được hết. Ok chưa? Hãy để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em. Số điện thoại Zalo 0374681191 nhá, đăng ký kênh và kết bạn Zalo để bọn em có nhân viên tư vấn cho các bác nhá. Ok, xin chào các bác ở video lần sau. Video dành cho anh Trọng mua tặng bố mẹ bộ karaoke 21.900.000 cho chú Tâm ở Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Chào các bác ở video lần sau.